Vâng, em xin kính chào tất cả các bác đến với kênh bán hàng của bên em nhá. Ở trong video ngày hôm nay em đã sưu tầm được vài cây vang số đời cao các bác nhá. Và cây số vang số đời cao cho các bác. Bác nào yêu thích mã nào thì các bác nào nhìn số tiền cái mã số của nó và số tiền của nó luôn, em báo luôn trong video này. Thì trước mắt các bác đi qua kênh thì nhớ cho em xin một like và đăng ký kênh giúp em các bác nhá. Các bác đi qua kênh cho em xin một like và đăng ký kênh giúp em. Bác nào các em sẽ quay một loạt trước cái mã số. Đấy, còn chút nữa em sẽ là quay nội thất bên trong cho anh em nhìn luôn. Đấy, để anh em có mắt tổng quan nhìn, có tổng quan chuẩn xác luôn cho chắc các bác nhá. Các bác có nhu cầu mua hàng các bác gọi điện thoại trực tiếp giúp em số này các bác nhá. Rồi ok. Vâng ạ, đây em sẽ vào mã đầu tiên, con vàng mã đầu tiên là mã 155. Con vàng X5 hai nguồn các bác nhá. Em sẽ quay xa cho các bác nhìn tổng thể luôn cả máy móc của nó luôn. X5 hai nguồn này giá 1.900.000 đồng này, bao ship tặng khiển các bác nhá. Tất cả là giá này đã được bao ship và tặng khiển cho anh em rồi. Bao ship tặng khiển cho anh em rồi các bác nhá. Đấy, bao test cho anh em 1 tháng, lỗi đổi con mới cho các bác luôn. Đấy, mã 156 là X5 một nguồn, giá 1.500.000 này, bao ship tặng khiển này. Còn mã 157 này là X5 hai nguồn, bao ship tặng khiển cho anh em này. Đấy. Còn mã 158 là con vang X5 nguồn sung các bác nhá. X5 nguồn sung này. Đấy, 1.800.000 đồng bao ship tặng khiển này. Đấy. Mã 159 là X5 một nguồn, 1.500.000 bao ship tặng khiển này. Đấy, mã 159. 160 là con vang X5 hai nguồn 1.800.000 bao ship tặng khiển này. 161 là con vang X10. Đấy, X10. 2.200.000 bao ship tặng khiển. Và 162 là con vang DA K2000 màu trắng bản 4 lỗ. Chip 21489 nó bị gãy một tai. Đấy các bác nhá, 1.800.000. Và mã 163 là con vang DAK2000 bản 6 lỗ không cổng quang. Đấy, 2.800.000 các bác nhá. Đấy, các bác nhìn vào đây, nhìn tổng thể lại một chút các bác nhá. Nhìn tổng thể kỹ lại. Sau em sẽ soi nội thất cho anh em luôn. Tên con đầu tiên các bác nhá. X5 hai nguồn mã 155 này, 1.900.000 này các bác nhìn này. Đấy, X5 chuẩn hai nguồn chưa? Chuẩn hai nguồn các bác nhá. Đấy, máy móc này. Các bác nhìn ra. Đấy, ok chưa? Đấy, con này 1.900.000 đồng bao ship tặng khiển này. Em bê ra. Đấy. Tiếp theo là con 156 này, X5 một nguồn này. Đấy. Bao nhiêu nhìn còn nguyên bụi bẩn luôn này, còn chưa vệ sinh luôn này, mới tháo ra này, vừa mới tháo máy ra xong. Các bác nhá. 1.500.000 đồng bao ship tặng khiển này, một nguồn này. Đấy, ok. Mã con này là con 157 này, hai nguồn này, một nguồn hai nguồn này. Con này có cả hai mic sau này. Có cả hai mic sau bản vì xanh tím các bác nhá. Vì xanh tím này. Đấy, hai mic sau. Đấy, bản 6 lỗ đầy đủ. Hai vì xanh tím. Đấy, giá là 1.900.000 đồng bao ship tặng khiển. Mã 158 ở đây là con vang X5 nguồn sung này, nguồn zin của nhà máy này, xịn của nhà máy này, chứ không phải là nguồn độ chế các bác nhá. Chứ không phải là giọng đồ chế đâu, nhưng mà đây là nguyên bản của máy luôn này. Có cả dơ le đóng ngắt này, các bác nhìn chưa? Đấy, chất luôn. Con này thì nó hợp với bác nào mà đi làm show mà làm khu điện yếu thì con này nó tuyệt vời mặt trời luôn này. Kiếm được con này rất là hiếm này. Đấy, con này 1.800.000 đồng các bác nhá, mã 158. Đấy, ok. Mã 159 là con X5 một nguồn này. Đấy, đẹp lung linh xuất sắc cho anh em luôn này, các bác nhìn chưa? Chất luôn. 159. Đấy, 1.500.000 đồng bao ship tặng khiển cho anh em luôn. Đấy. Mã 160 là con X5 hai nguồn đẹp các bác nhá. Nhưng mà các bác nhìn cái con này nó hơi ngả ngả vàng vàng. Nói chung không biết là nó do máy nó làm hay là kiểu gì, nhưng mà trong con này nó em bán rẻ hơn một chút. Đấy, bác nào nhìn kỹ. Đấy. Tên là Paddock cái gì đây. Đấy, máy thì phải xanh tím mà nói luôn. Đấy, hai nguồn đẹp này. 1.800.000 đồng bao ship tặng khiển. Ok. Tiếp theo là con X10 này. X10 chạy 2 súp này. Còn 2 súp các bác nhá, con này chạy 2 súp này. Đấy, 2 súp. Con vỉ này chuẩn nó X10 chưa? Các bác nhìn phát cái ngay luôn đó. Đấy, X10 luôn này. Các bác nhìn này, mặt máy ok. Đẹp luôn. Đấy. Con này màu xanh. 2.200.000 bao ship tặng khiển. Con này thì không lẫn vào đâu được, nhìn phát là biết X10 luôn ạ. Ok, 2.200.000 bao ship tặng khiển. Mà 161 các bác nhá. 161 ok. Và tiếp theo hai con này, và giải thích các bác là hai con này nó là phiên bản đời cao các bác nhá. Nó chạy chip 21489 các bác nhá. Đời cao chip 21489 nó chính là vang DAK2000 các bác nhá. Nhưng con này bản 4 lỗ các bác nhá, bản 4 lỗ. Thì con này thì nó gãy các bác nhìn, nó không gãy sát nút các bác nhá. Các bạn nào thích có thể mài sát vào đây.
mài sát vào đây là vuông đẹp luôn. Thì con này thì nó lắp vừa với size của âm ly, nó gãy nó vẫn còn dư ra ngoài khoảng gần 1 cm nữa cơ. Đấy, các bác nào về mài đi là thẳng là đẹp. Đấy, bên này thì nó không gãy không nhá. Đấy, đây con này chạy 2 mic riêng biệt, có như 2 mic riêng biệt EQA QB. Đấy, các bác nhìn trong máy thì đẹp xuất sắc cho anh em luôn, bản 4 lỗ, con này không có cổng quang không nhá. Đấy, 24-89 em thanh lý cho anh em giá 1,8 triệu. Còn con này mà bản 6 lỗ mà có cổng quang nó 3 triệu mấy cơ. Đấy, các bác nhá, các bác nào thích mua trải nghiệm con này thì mua con này cực kỳ tuyệt vời này. Giá thì chỉ có đi bằng Codex X3 này, nhưng mà là rất là hợp lý các bác nhá. Ok, tiếp theo là con vang DEK 2000. Đấy, nhưng mặt màu đen có nhá. Đấy, cũng chip 24-89 này, bản 6 lỗ nhưng không có cổng quang có nhá, không có cổng quang. Đấy, ok cho anh em, không có cổng quang. Đấy, mặt máy sạch sẽ đẹp đẽ ngon lành. Đấy, DEA thì là một cái trong những dòng vang đẳng cấp luôn ạ. Chạy mua chip 24-89, tiếng con này thì quá hay, chạy 2 mic riêng biệt các bác nhá. Thì con này em bán cho anh em giá là một con này thì là mã 163 là 2,8 triệu các bác nhá. 2,8 triệu. Còn con này mà có cổng quang thì nó 3 triệu mấy đấy các bác nhá. Còn một con thôi, mã của nó mã 163 các bác nhá. Đấy, anh em nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp cho bên em. Các bác có nhu cầu mua hàng thì alo cho em số này các bác nhá. Các bác đi qua kênh thì nhớ cho em xin một like và đăng ký kênh giúp em các bác nhá. Xin cảm ơn.